3 giờ 20 phút ngày thứ hai, 4 tháng 10 2021 tại chùa Vân Thù thuộc thành phố Riverside. David đang có mặt. Chút xíu nữa đây sẽ gặp thầy Thích Pháp Hòa từ tu viện Tây Thiên Canada. Thầy đến đây để gặp gỡ cũng như là vấn an và hỏi thăm thầy trụ trì chùa Vân Thù cũng như các Phật tử tại đây. Chút xíu nữa David sẽ có một số hình ảnh để đưa lên cho quý vị theo dõi chùa Vân Thù tại thành phố Riverside. Thầy Thích Pháp Hòa từ tu viện Tây Thiên Canada đến thăm hỏi vấn an thầy trụ trì và thăm các Phật tử, và sẽ có một buổi thuyết pháp tại đây. David từ thành phố Riverside, chùa Vân Thù, 4 tây tháng 10 2021.